Trong cái phim Siêu Nhân X thì mọi người thấy được mọi người là thấy được cái bóng dáng của Lý Nhã Kỳ, đó là cái lời nói của rất là nhiều người khán giả khi mà xem vai Kỳ Kỳ trong Siêu Nhân X. Nhưng đó là chính xác hơn là Kỳ Kỳ tổng hợp của những thị phi trong showbiz thì đúng hơn, là một cái nhân vật nào đó. Cái khó của Kỳ Kỳ mà Hằng phải làm đó chính là mọi người phải thấy được cái cô này đáng yêu, đỏng đảnh nhưng mà không phải đáng ghét. Đó là cái mà cực kỳ khó. Và trong đây bạn nào cũng hỏi là giữa chị và Kỳ Kỳ thì ai giàu hơn? Cái này mình không có đo được là ai mà giàu hơn hết trơn, cái rất là khó. Nếu mà so giữa Kỳ Kỳ và Lý Nhã Kỳ thì trong phim Siêu Nhân X có một câu là tiền của Kỳ Kỳ chỉ thua tiền nhà nước thôi. Nên là bạn sẽ có câu trả lời chính xác là ai giàu hơn rồi đó.